Và đây liên tục chương trình Lê Anh Tuấn xin gửi đến các anh em một chiếc đoàn cải lương được mang tên Lưu Bình Dương Lệ, lớp xế sáng và hai câu 56. Quân hầu hãy dừng tiểu bên đường để ta rước vợ ta về quê vinh quy mái tổ. Kìa sao bông bề vắng vẻ, nhà trong trước trong sau, người năm xưa đã bỏ đi đâu, không đợi Lưu Bình về để nói lời gia biệt. Châu Long, Châu Long, Châu Long em hỡi, vội bỏ đi đâu để cho họ heo sầu. Chốn thư phòng lũ nhện dân thơ, ba năm chung sống kẻ quay thơ, người đọc sách tôm dề vừa ngừng, tiếng kêu thơ vừa dứt, thì người đẹp bán tơ đã ngủ giấc say nồng. Châu Long ơi, anh muốn anh là một hơi thở truyền miên qua căn điếu nhà chú dương mang, như tiếng thì dương phổ thành khúc hát để vô về giấc ngủ của gia nhân. Ôi người đẹp ngủ say, vẻ đẹp càng tuyệt vời lầy. Kìa mái tóc bay buông lơi như bóng mời anh ai, còn đôi mắt đã thầm như ngưng đẫm giọt lệ tương tư, đôi môi son trắng nào khác đôi hoa, còn thân cứng như trinh bạch, không biết tôi có đủ lượng nặng để chờ đáp xuống giường hoa bên hồng nhà kia để an ủi dỗ về suốt đêm trường trong giấc ngủ của già.
xin cảm ơn.